Ê, cá lọc kiến nè, à, kiến to to. Nhiều khi ông làm gì không? Hả? À? Vậy nó chết cho ông đi trôn trong ngày á. Vậy, chết vô luôn hả? Đây, 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 cái cá này là dư thừa luôn nha, không ăn luôn nha. Ở quay phim này nè. Để cho nó là tưới ngày á. Ơi. Để cá đi với đây là làm phân luôn, khỏi khỏi ăn luôn, này làm phân luôn. Ừ. Đâu. Thôi thôi được rồi. Đó giờ không có ăn cá này không quen. Hả? À? Không. Đây cá lau kiến to to nè. Rồi. Nè khi là thừa chỗ này mà thiếu chỗ khác á. Chỗ khác không không ăn. Chỗ khác không có đó để ăn nữa. Ừ. Trời nắng á lột da cái ông làm hơi khô. À hơi khô luôn.